Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Két Sắt Chính Hãng. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái cách cài đặt két sắt vân tay điện tử của Hàn Quốc. Đây là cái két sắt mà bao gồm cả phím bấm số và cả dấu vân tay. Các bạn có thể chọn cài đặt bằng cách là mở riêng bấm số hoặc là mở riêng vân tay, hoặc là kết hợp vừa vân tay vừa điện tử. Thì đầu tiên khi mới mua két sắt thì các bạn phải lắp 40 pin này. Đấy. Khi mà lắp xong thì các bạn đậy cái lắp vào. Đấy. Các bạn ấn cái mã số ban đầu của nhà sản xuất là 1234. Đó. Các bạn mở két ra. Đấy. Thì bây giờ thì để cài vân tay thì các bạn ấn vào cái nút ấn nhả vào cái nút này. Sau đó quay ra cái bảng vân tay, các bạn cho vân tay 3 lần. 1 2 3. Các bạn nhớ là cái ít nhất là phải từ 3 đến 5 vân tay để đảm bảo mở dễ dàng. Tôi cài vân tay tiếp theo. 1 2 3. Đó. Tiếp tục tôi cài vân tay tiếp theo nữa. Ấn nhả này. 1 2 3 rồi. Đấy là cài thêm vân tay. Các bạn muốn thay đổi mã điện tử thì các bạn làm như sau. Cũng ấn nhả trong này. Đó, bàn phím nó sáng xanh như này. Thì các bạn nhập mã số mới vào. Tôi đặt mã số là 456. Ấn thăng. Xong rồi nhập lại lần nữa. 456. Xong lại kết thúc bằng enter. Đấy. Thì như vậy là cái mã số mình đã thay đổi. Để thử lại cái vân tay và điện tử mình vừa cài đặt thì các bạn cho cái chốt nó thò ra và để cánh mở. Sau đó mình cho cái vân tay thử và cài đặt vào lưỡi vào. Đó. Tạch một cái các bạn quay thử. Như vậy là cài đặt vân tay thành công rồi. Bây giờ tôi mở thử bằng cái mã số điện tử. Thì ấn 456. Đấy, tách của cái. Như vậy là tôi đã cài cả vân tay cả điện tử thành công. Vừa rồi là mở độc lập từng tính năng một, thì bây giờ tôi muốn mở là kết hợp cả hai tính năng thì các bạn cũng làm như sau. Ấn phím reset bên trong, nhả tay ra này, sau đó ấn số 8, ấn enter. Lúc này là ta đã kích hoạt mở két sắt bằng cả hai tính năng. Đợi một chút, các bạn cho cái đèn xanh nó tối đi. Tôi xin lỗi. Đây. Ấn reset này. Ấn số 8 này, sau đó enter này. Sau đó nhập cái mã số điện tử vào là 456, enter. Lúc này các bạn đã cài đặt mở bằng cả hai tính năng kết hợp với nhau, vừa đến vân tay vừa điện tử. Đây tôi thử lại nhé. Cho vân tay vào này. Sau này nhập cái mã số là 456 này. Xăng này. Đó. Đấy mới mở được. Bây giờ muốn mở quay trở lại là chỉ cần một cái đã mở được thôi. Thì các bạn ấn nút ấn nhả này. Sau đó ấn số 7. Ấn enter. Ấn cái mã số vừa cài đặt. 456. Enter. Nữa là các bạn có thể mở bằng vân tay hoặc là điện tử tùy ý mình. Thì tôi mở bằng điện tử nhá. 456. Đó. Đấy, rất là dễ dàng. Tôi sẽ thử mở bằng vân tay. Đặt vân tay vào này. Đó. Ok chưa? Các bạn muốn xóa cái vân tay vừa cài đặt đi thì các bạn phải mở cái được két ra. Ấn cái mã số 456. Xong. Tách một cái mở két ra. Muốn xóa vân tay thì các bạn làm như sau. Ấn cái reset này, nhả ra này. Xong rồi bạn chọn số 4. Ấn enter. Và các bạn phải nhập cái mã số của nhà sản xuất là 456. Enter. Rồi toàn bộ cái vân tay sẽ xóa hết. Đấy. Nhưng mà các bạn cho vân tay vào.
chắc chắn là sẽ không mở được rồi. Mà ấn mã điện tử thì mua được. Đấy. Đấy. Các bạn muốn xóa toàn bộ cả vân tay cả điện tử, xóa cái mã điện tử đi thì các bạn ấn ấn vào đây, sau đó ấn số 3 ấn enter thì toàn bộ cái mã điện tử sẽ bị xóa hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.